Nấm xin chào tất cả các con. Các con ơi, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi mini game đó là tìm số khác biệt. Và bài học của ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn đến các con từ số 6 đến số 9. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Xin giới thiệu với các con, đây chính là số 6. Số 6. Số 6. Và câu hỏi của chúng ta là: các con hãy tìm ra số 6 ở hình bên dưới trong 10 giây. Các con thật là thông minh và tinh mắt. Tôi xin giới thiệu với các con, đây chính là số 7. Số 7. Số 7. Và câu hỏi của chúng ta là: các con hãy tìm ra số 7 ở hình bên dưới trong 10 giây. Chúc mừng tất cả các con. Các con bạn nào cũng thông minh và tinh mắt. Và tiếp theo, cô xin được giới thiệu với các con, đây là số 8. Số 8. Số 8. Và câu hỏi của chúng ta là: các con hãy tìm ra số 8 ở hình bên dưới trong 10 giây. Cô xin chúc mừng tất cả các con. Các con đã đều có đáp án đúng. Và tiếp theo, cô sẽ giới thiệu với các con, đây là số 9. Số 9. Số 9. Hỏi của chúng ta là: các con hãy tìm ra số 9 ở hình bên dưới nhanh nhất nào. Còn thật là tuyệt vời. Cô xin chúc mừng tất cả các con. Và cuối cùng, cô xin giới thiệu với các con, đây là số 10. Số 10. Số 10. Câu hỏi của chúng ta là: các con hãy tìm ra số 10 ở hình bên dưới trong vòng 10 giây nào. Xin chúc mừng tất cả các con thật là thông minh và tinh mắt.